Lôi ngay bàn chân ra xem, biết ngay số phận giàu nghèo mà không cần đi xem bói. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong tướng pháp, chân được gọi là hạ đình, là bộ phận có tác dụng giúp trụ đỡ thân thể và là cơ quan quan trọng để di chuyển. Bàn chân cũng mang những nét cơ bản để cung cấp thông tin, quan sát hình dáng, tướng mạo, dáng đi đứng của đôi chân mà người ta có thể đoán biết phần nào về tính cách, vận thế của một con người. Bàn chân mỗi người lại có hình dạng riêng biệt, không ai giống ai. Đôi khi nhìn bề ngoài có nét tương đồng, nhưng thực tế không có hai người hoàn toàn giống nhau, thậm chí là hai anh em sinh đôi, giống nhau như hai giọt nước, thì chắc chắn bàn chân của họ vẫn có sự khác biệt. Vậy bí mật ẩn chứa đằng sau bàn chân của mỗi người là gì? Hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu ngay trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Ngón chân cái dài hơn các ngón chân còn lại. Nếu ngón chân cái dài hơn các ngón chân còn lại hoặc có dáng chân người Ai Cập, tức 5 ngón chân từ ngón cái tới ngón út xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, tạo thành một đường thẳng, thì xin chúc mừng bạn vì bạn có số phú quý, giàu sang. Thông thường, người có bàn chân kiểu này là người có đầu óc sáng tạo, nhanh trí, đầu óc luôn tràn ngập những ý tưởng mới mẻ. Trong mọi tình huống, họ luôn giữ được thái độ bình tĩnh, tìm ra hướng giải quyết vẹn toàn nhất, biến nguy, thành an. Ngoài ra, họ là những người có thể giữ được bí mật, được nhiều người tin tưởng, tín nhiệm. Bên cạnh đó, ngón chân cái là đại diện cho sức mạnh tài chính, nên nếu ngón chân cái dày dặn, tròn trịa, nhiều thịt, thì chứng tỏ không sớm thì muộn, bạn cũng sẽ có cuộc sống giàu sang, sung túc. Không chỉ vậy, bạn có thể còn được kế thừa sản nghiệp của tổ tiên để lại, tiền bạc không phải lo nghĩ nhưng cũng đối mặt với nhiều áp lực. Ngược lại, nếu ngón chân cái ngắn như dùi đục thì cuộc đời sẽ vô cùng khắc khổ. Ngón chân cái, ngón thứ hai, thứ ba bằng nhau. Các ngón chân thẳng, ngón cái tới ngón thứ ba bằng nhau nhưng ngón thứ tư và thứ năm thấp hơn. Những người sở hữu dáng bàn chân này thường thân thiện, hòa đồng, dễ gần và được nhiều người yêu quý. Bên cạnh đó, họ thường là tâm điểm trong các bữa tiệc hay liên hoan. Lòng bàn chân lõm sâu vào. Những người có bàn chân khuyết, lõm sâu như chiếc thuyền úp hoặc mặt trăng lưỡi liềm nằm giữa thường là người được hưởng cả tài lẫn phúc. Họ là những người thành đạt, có quyền cao, chức trọng hoặc có địa vị trong xã hội. Ngược lại, nếu lòng bàn chân phẳng như ván thì người đó có tướng nghèo hèn, làm bao nhiêu, tiêu bấy nhiêu, cả đời không thể không khá lên được. Lòng bàn chân mềm mịn, nhiều đường vân. Theo cách xem bói qua bàn chân, người có lòng bàn chân mềm mịn, nhiều đường vân thường là người có tướng phú quý. Họ là người siêng năng, chăm chỉ, có năng lực trong công việc. Họ sẽ luôn nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu đã đề ra. Ngược lại, nếu lòng bàn chân thô cứng, không có đường vân, thì những người này có tướng hạ tiện, bần cùng, cuộc sống rất vất vả. Gót chân tròn đầy, hồng thuận. Người có gót chân tròn đầy, hồng thuận thường là người có phúc và phúc của họ còn lan sang cả con cháu. Nếu nam giới sở hữu kiểu gót chân này, họ là người có năng lực, biết cách làm ăn, mua bán, con đường sự nghiệp rộng mở. Nếu là phụ nữ, họ là người có số vượng phụ ích tử, lấy được chồng giàu sang, yêu thương hết mực. Bên cạnh đó, nếu gót chân nổi rõ đường vân, bạn là người có số cực vượng. Nam giới trong công việc luôn thuận lợi, suôn sẻ, nếu kinh doanh buôn bán sẽ vươn lên nhanh chóng. Nếu là nữ giới, bạn là người mạnh mẽ, quyết đoán không kém đàn ông, giỏi giang và thành đạt, được mọi người công nhận năng lực. Nếu gót chân có lăn xoáy, đây là người có tham vọng lớn, họ có thể làm tất cả để đạt được mục tiêu của bản thân. Đây là những người rất đáng khâm phục, nhưng có một số nhỏ sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm do không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.
Cách xem bói qua bàn chân cho biết nếu gót chân có làn thớ thì đây là tướng của người hèn hạ. Suốt ngày chỉ biết ăn chơi, đan đúm, không có chí hướng phấn đấu, cả đời nghèo khó. Gót chân bằng phẳng thì trí lực kém, không có ý chí vươn lên trong cuộc sống nên cuộc sống không thể khá lên được. Lòng bàn chân có nốt ruồi. Nếu có nốt ruồi đen dưới lòng bàn chân, bạn là người có số giàu sang, phú quý, cuộc sống an nhàn, no đủ. Nếu nốt ruồi càng to, càng sáng bóng thì người đó lại càng thành công, càng may mắn trong sự nghiệp. Khe hở giữa các ngón chân lớn. Phụ nữ sở hữu bàn chân có kẽ các ngón lớn là tượng trưng của người dưới chân có mắt chứa tiền, nên cả đời không phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Những người phụ nữ này sinh ra đã có phúc, không chỉ điều kiện gia đình tốt mà còn có cả hàng ngàn, hàng vạn người quý nhân bên cạnh. Cho dù là đường tình duyên hay tài vận đều khiến người ta ngưỡng mộ. Sau khi kết hôn, họ càng mang tài phú cho nhà chồng. Mỗi năm một phú quý, không những trẻ lâu mà tiền tài cũng đều không hết. Ngón chân út tách ra độc lập. Người có ngón chân út tách ra độc lập thường có lối sống cứng nhắc, gò bó. Họ luôn hy vọng ai đó hay việc gì đó tác động để làm thay đổi cuộc đời của họ, muốn cuộc sống có sự kịch tính. Đối với công việc, họ thường nhanh chán, không hứng thú và đôi lúc bị kích động, không làm chủ được bản thân. Ngoài ra, những người có bàn chân kiểu này rất thích mạo hiểm và tìm kiếm những thứ mới lạ trong cuộc sống. Họ dễ dàng thành công nếu có người cổ vũ nhiệt tình. Xem tướng gang bàn chân. Sở hữu gang bàn chân nhiều đường vân và mềm mại cho thấy đây là người có tướng phú quý. Ngược lại, gang bàn chân không có nhiều đường vân và thô cứng thì là biểu hiện của những người hà tiện, bần cùng. Nếu trên gang bàn chân của người nam giới xuất hiện vân rùa thì đây là người phải gánh vác, trọng trách lớn. Còn nếu vân như thêu gấm thì đây là người sở hữu nhiều tài sản lớn và có nhiều tài lộc. Vân có hình chim là người được tín nhiệm giao chức vụ quan trọng. Người có vân hình chiếc kéo thường sở hữu nhiều tài của. Đặc điểm của móng chân. Màu sắc móng chân không chỉ biểu hiện tình trạng sức khỏe mà còn dự báo vận mệnh của bạn. Những người có móng chân màu trắng sữa có vận mệnh ổn định, bình yên. Móng chân màu xám báo hiệu cuộc đời bạn sẽ gặp nhiều trắc trở, đau khổ. Riêng móng chân có sắc hồng hào là biểu hiện đáng mừng của mệnh phú quý. Quý vị thân mến, không chỉ có đôi bàn chân mà ngay cả dáng đi của một người cũng góp phần nói lên sự thành công trong cuộc sống của họ. Thực tế mà nói, đó là một trong số những yếu tố đánh giá dễ dàng và chuẩn xác nhất về vận mệnh con người theo nhân tướng học. Tướng đi xuất phát từ bộ tướng sang hèn và thọ yểu, bởi khi đi lại, cả thân sẽ cử động, mọi cơ năng sẽ được phát ra. Dáng đi của người thành đạt là tư thế đứng ưỡn ngực, hóp bụng và mắt nhìn thẳng. Người quý phái khi đi không động, không lắc. Kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ cụ thể ngay sau đây. Đầu tiên, vừa đi vừa cúi đầu, cúi mặt về phía trước. Người có dáng đi lúc nào cũng chúi đầu về phía trước, mặt cúi gằm xuống, bước đi trong tư thế vội vàng, thường có tính cách nóng vội, bất cẩn và hay lo nghĩ nhiều. Nhưng vấn đề về tiền bạc, tài chính cần phải dùng thái độ bình tĩnh để xử lý, nôn nóng chỉ làm hỏng việc. Điều đó lý giải tại sao người này tuy kiếm được không ít tiền của nhưng vì hấp tấp nên có thể trắng tay chỉ sau một thời gian ngắn. Đây là một trong những đặc điểm của tướng người không giữ được tiền của. Đi bộ thong thả, dùng ít lực. Dáng đi này có thể được miêu tả là cách đi chậm chạp, chân bước nhẹ, không dồn nhiều lực xuống đôi bàn chân. Người đi kiểu này cũng thường kèm theo ánh mắt của chủ nhân hay ngó nghiêng trái phải xem mỗi bước đi. Đôi khi họ nhìn hai bên một cách vô thức chứ không có gì đáng chú ý xung quanh. Loại người này là điển hình cho mỗi người ý chí kém cỏi. Họ thích sống đơn độc. Dễ nhận thấy đây là những người không thích giao tiếp với bạn bè, hiệu suất làm việc thấp. Trái ngược với ý chí làm việc thấp, nhóm người này lại hơi xa rời thực tế và luôn mong muốn được ngồi ở chức vị cao. Tuy có tính hiếu kỳ nhưng bản chất thiếu kiên nhẫn và sự bền bỉ khiến nhóm người này ít có cơ hội thành công. Có thói quen hay khoanh tay khi đi lại. Nếu bạn thường khoanh tay khi bước đi thì điều này cho thấy bạn là người dễ bị tổn thương. Đây là thói quen bạn nên cân nhắc thay đổi, đặc biệt nếu bạn là nữ. Bởi phụ nữ thường có xu hướng khoanh tay khi bước đi một mình hay đi ở khu vực xa lạ.
Tuy nhiên, những kẻ tấn công thường chọn những đối tượng yếu đuối có đặc điểm phòng vệ này. Nên hãy cố gắng, đừng khoanh tay khi bước đi mà hãy đi thẳng với tốc độ nhanh khi phải đi một mình. Dáng đi chữ bát. Dáng đi chữ bát nghĩa là khi đi hai gót chân hướng vào, đầu bàn chân hướng ra giống như chữ bát. Nhóm người này khi đi hay dùng lực rất nhiều ở bàn chân. Dáng vẻ vội vàng, nửa thân trên lắc lư trái phải, nhẹ nhàng theo mỗi nhịp đi. Về mặt thẩm mỹ, dáng đi chữ bát là một dáng đi không đẹp. Họ không thay đổi, chứng tỏ tính cách của họ cũng cố chấp, cố hữu. Họ là những người không dễ dàng thay đổi hành vi dù thiên hạ có thay đổi đến đâu. Theo thống kê, phần lớn những người có dáng đi này có trí tuệ khá thông minh, làm việc khoa học mà không ồn ào. Tuy nhiên, nhược điểm lại là họ chỉ thành công với những công việc liên quan đến giấy tờ, chứ không giỏi về các công việc đòi hỏi kỹ năng giao tiếp. Dáng đi vừa lắc vừa đảo. Dáng đi mà lắc đảo tức là bước đi không có quy luật cố định. Có lúc họ đút tay vào trong túi, hai vai rụt lại. Có lúc đánh tay thoải mái, ưỡn ngực. Kiểu người này có tính cách giống như cách đi của họ, rất hào phóng, không câu nệ tiểu tiết. Xưa nay, họ không vì những lời khen, chê của người khác mà thay đổi hành vi của mình. Đi theo cách của mình, ai nói gì kệ họ là quy tắc hành động của loại người này. Người đi kiểu này nói chung rất thông minh, họ có ý chí tạo dựng sự nghiệp, ước mong cao xa. Nhưng nhược điểm là họ có lúc quá đề cao vai trò của mình, vì thế mà hay tranh chấp, đặc biệt trong trường hợp họ có lý thì không dễ nhường nhịn người khác. Dáng đi luôn vội vàng, hấp tấp. Người đi hai chân bước vội, nhịp đều đều, nhanh mà không loạn là người thẳng thắn, cởi mở, có khả năng lãnh đạo và tác phong nhanh nhẹn. Đây vừa là ưu điểm nhưng lại thành nhược điểm của họ. Tính tình thẳng thừng nên họ dễ gây mất lòng với người khác. Nếu không biết tiết chế cảm xúc sẽ gây những bất hòa, mâu thuẫn. Họ có cái nhìn bao quát về mọi thứ nhưng lại dễ bỏ qua tiểu tiết mà có thể để lỡ chi tiết quan trọng. Điều này khiến họ mắc lỗi trong công việc. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.